Xin chào cả nhà đến với kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống Ở Mỹ. Hôm nay cả gia đình sẽ bắt đầu một hành trình đi Florida, lái xe đến Little Rock, Arkansas. Mình sẽ dừng chân tại đây khoảng 6 tiếng và ngủ lại hotel. Sau đó mình sẽ đi tiếp. Ha, bệnh cũng đi chơi với bộ giỡn thôi chị ba, tội lắm, bệnh hả? Sao nói gì anh, mình đang ở đâu đây? Đấy, mình ở đâu? Oklahoma. Oklahoma. We are in Arkansas. State law. Seatbelt use required. Arkansas. Rất là đi được 70 thôi. Còn sẽ có thì 75. Arkansas 56 mai nữa tới New York. Cấu mà hai người bên đường luôn á nha. Đường. Nè, mà cái cây nó cao quá hả? Nó cao không? Cao quốc ngàn á. Mấy chục năm rồi hả?
kìa, mày đâu có biết là bên đâu. Đúng rồi, on fire mới có smoke chứ. Lao gì vậy con? Lao gì trình độ vậy? Ủa chú Lễ là ở đâu ta? Ở Oklahoma City hả? Stillwater. Nó kìa, ô trà ơi, trái kìa. Thấy? Gì đó con? Hả? Miên bạn rộng quá. Nó món gì đó? Món gì vậy? Nó món gì vậy? Cái món pasta quá vậy. Miên làm pasta hả? Wow. Biết làm được đó nha, sao? Chị thấy ông thông minh đó. Không có để sát quá Nhật Anh. Ba lấy hẹn. Wow, giờ tới món gì đó nữa. Cà chua. I love
Rose gì hả? Russellville. À, Russellville. I love Russellville. Ừ. CD hả? Men nước CD dần đó đó. Mà ở đâu có nước đó nó ra? Trời ơi, 72 mai nữa mới tới lấy đồ rock. À hả? Ủa? Bao nhiêu năm vì rồi về lại em bếp cũng hầu hộp lắm, cái gì kỷ niệm xưa. Thèm mướn mình nữa. Mà ở cái tiểu bang này á, đúng là ta nói thiên nhiên thì nó chắc rừng, thấy rừng không à, cây cối xanh tươi. Còn xuống Dallas thôi quá hả? Ai có vậy hả? Ai nè, bên này là đồi nè, rừng núi nè, đồi núi nè. Mình đi tham quan phong cảnh ở núi rừng. Một bên là núi nha, nhưng mà bên này là giống như là đa phần là hồ á. Ô cái này nó chứa nước cái gì ta? Chứ phải hai bên là đầu núi không nào? Yes. Em xịt là có. Uh-huh. Giống như mấy người ta nói đi qua Colorado á, thu hay là bên Atlanta, con Thư cũng nói là Atlanta cũng vậy. Mùa thu nó đổi màu đẹp lắm. À, mình đi tới trưa trời nắng chang chang cho đến khi mặt trời đã xuống núi rồi. Bây giờ là 8:25, còn 20 phút nữa mới tới nơi. Mình ngủ ở đâu ta? Thì mình ngủ ở đâu với anh? Nhân thì anh hả? In 10 miles, take exit 147 to merge onto I-430 South toward Texarkana. Nó nói 10 mile nữa, mới tới sao ở Texarkana. Texarkana. Nó con sót ở bờ biển nha, đằng sau con đi. Cho con đầu đi ngoài đi. Bị quay xe truck. Oh, không, sẽ bị tai nạn. Lên núi nè. Lên núi. Rất là lớn.
toàn là núi không? Cây cối với núi không ha? Ba nhanh vô mình lấy phòng đây. Hotel tăng tròn rồi, chuẩn bị tròn rồi, cam thẻ đi. Smell good hả? Không có smoke, có nhiều hotel vô smoke. Dù ăn từ từ đi. Let's see. Mắt lạnh luôn. Wow, đẹp không? Nice. Yes, I picked the sofa. Lần đầu tiên nè, lần đầu tiên các con đi thở hotel đấy, giỡn. Yeah, view của nó nè. Ủa sao cái đèn nó mờ mờ vậy đó hả? No, trong đó không có sách chưa sửa. Cái máy quay, cái tủ lạnh. Có đây trong túi nè. Ok. Hả? Khoái lắm, khoái lắm. Tát 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 cái thằng kia. Nó đâu có bấm bại, không có bấm bại. Mommy. Yes. Mom. Last time we went to hotel, I was. À, cái phone của nó đó con, biết chưa? Come on. Look. Yeah, this one. This one super. Xuống lấy đồ ở trên này anh cái đi tìm. Where are you daddy? Where are you daddy? Thay rồi thì vô phòng nghỉ đi chứ. Thì giờ vô nè. Thì đâu đợi ba. Ok. Ok, đẩy đi. Đẩy đi. Chị đẩy em đi đi chị ơi. Mặt ánh sạn mà nó mờ mờ ấy ta. Buổi tối nó mờ mờ.
No, không có đại vô. Đứng yên đó, đứng yên đó, đứng yên đó, đứng yên đó. Cái bà đây mở cửa vô kia là. Nó mờ thì không có đèn mặt kia luôn. Ban ngày thì cho mở cái cửa sổ thôi, ban sáng thì chứ không có. Không có cái đèn chùm, à đèn bóng này. Ôi, ta cái no con ơi. Đấy. My name Colin Centro. Khoan. Chị này là lần đầu tiên đi ở hotel nên nè. Yeah. Đây này con cái cửa nè. Yeah, mở cửa ra. Mày nè. Wow. Không, không có đây, không có chút cái thua. Không muốn là qua bên này nè. Đây nè, vô đây nè. Đó, đó. Đó. Thấy chưa? Con không có xuống dưới hồ. No, không có xuống hồ. Không có xuống hồ. Lại chơi cái này thôi, lại vô trong kia kìa. Yes, không. Họ không cho xuống hồ, bây giờ họ không cho xuống hồ, họ cho chơi bên này thôi nè. À hả, only this. Thế. Yeah, only to play here. Rồi kìa, đó. Nó xấu rồi kìa, nó xấu rồi kìa. Đây em cầm thế này, nếu nó khó mà nó không có xuống hồ. À thôi. Yeah. Không, có phải xuống không? Không có người nào hết. Đây thôi nè, chơi đây thôi nè. Đó, có nhiều thôi đó. Rồi có muốn chơi thì ở lớp chơi thôi, ok. Hay là muốn chơi hay lấy tắm. Hay lên trên, lên phòng tắm. Đấy. Sao? Yep. Để đằng kia cho nó xấu xuống kìa, vô đằng kia nữa kìa. Này hả? Nè, thì nó xịt ra cho mày không biết. Sao tắm không? Chín rưỡi là ba không cho tắm trong cái hồ này. Con nít thì chơi ở đây ok, con nít không xuống dưới hồ. Đó, không chịu lên phòng tắm đúng đây. Chị ba có vô không? Dậy đi con, dậy đi mình đi tiếp nè. Thomas. Nghe lại rồi.
Rồi bấm đi, bấm cái button. Nha. Yeah. À, mọi người ăn rồi đây mình đổ mình lên. Con đâu mang đôi dép, đừng có đẩy tới trước dữ quá, đừng có đẩy tới mũi dữ quá. Thuộc quan sai trước đi. Ê, mình nhớ rồi đó hả? Mình nhớ rồi sao? Thì mình đi ra chỗ này nó có không? Come here. Come here, Elizabeth. Đó, anh sẽ cho bạn nghe cereal này, thích quan nó thế. Nè, quýt quan. Đó rồi, cái tô nè, lấy cái tô đi. Mũ nè, hôm nay có mũ nha, ăn đi. Xong rồi, lấy cho thơm mệt nữa, thơm mệt nữa, lấy thơm mệt nữa chi. Có muốn cho thơm mệt nữa. Một cái cho thơm mệt cũng phải cầm đấy chứ. No, không có lấy. Con muốn ai? Muốn cereal nào? Rice cereal? Không muốn hả? Ok. Rồi. Rồi đây, lấy cái cho thơm mệt chứ con. Rồi đây, ở đây. Nè, mấy anh muốn cái này đúng không? Ngủ dậy rồi mình ăn sáng. Yeah. Ồ vậy đó hả? Con nhớ hả? Good. Rồi ra thiệt. Cho Thomas. Yeah, Thomas. Thomas. No more. No more. Mình ăn cái đó là cái này là hình như là rice gì nhá. Rồi cái này là gì? Oh wow, cái này là bếp. Mẹ xúc ăn đây con, con muốn ăn cái gì xúc. Muốn orange juice không? Mới quên. Muốn cái nào? Con muốn cái nào? Đó mấy anh cầm luôn. Con muốn cái orange juice. Cái nào thì là cái nè, lime water nè, cocktail orange juice đây nè. Đây cái này là orange juice nè. Ừ.
Ok, vậy được rồi. Anh lắp không ta? It's ok, cái không có bị đổ, ok. Ok, được rồi. Rồi, bây giờ đây nè. Đại này lăn xăng. Chắc ao luôn rồi, đẩy đi luôn. Thank you. Bye bye. Yeah. Xong một chặng đường lấy đồ rót. Chạy từ lúc 6 giờ mà 8 giờ rưỡi mới là chuẩn bị lên xe. Mấy cái đứa này, mấy cái đứa thúi này nè. Rê 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 rê. Rê rê rê. Đây, phụ tay tay phụ dây cho đắc lực lắm nè. Nó đãi vậy, nó đãi vậy. Đãi. Ơi. Ô, xong xuôi. Rồi. Bye bye Little Rock. Bye bye hotel. Ok con. Trình đi Florida 9 tiếng rồi. Và cảm ơn các nhà đã quan tâm theo dõi một cái kinh nghiệm cuộc sống ở Mỹ. Xin chúc các nhà thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các nhà trong những video kế tiếp. Bye bye.